Bốn thứ tuyệt đối không được nợ dù là người thân trong nhà. Thưa quý vị và các bạn, theo giáo lý nhà Phật, chúng ta sinh ra trong cuộc đời, khi ở vị trí nào cũng cần phải hoàn thành tốt trách nhiệm của vị trí đó. Sống tốt không phải là cố vươn lên cho hơn người khác, mà chính là hoàn thành trách nhiệm của chính mình. Có những điều dù thân thiết đến mấy, gắn bó đến mấy, con người cũng không nên nợ và đã hứa là phải làm kỳ được. Phật nói rằng, trong cuộc đời của mỗi người có bốn thứ tuyệt đối ta không nên mắc nợ ai, dù đó là người thân của mình. Vậy cụ thể là gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video để giải đáp thắc mắc nhé. Trong cuộc sống này, có bốn thứ tuyệt đối đừng để mắc nợ, dù đó là người thân của mình. Một, nợ tiền bạc. Chúng ta vẫn thường hay nói, đã là anh em trong nhà thì không nên phân biệt của anh của tôi, như vậy mới chứng tỏ được tình cảm thân thiết. Nhưng theo kinh nghiệm của người xưa, dù có là anh em ruột thịt thì cũng phải tiền bạc phân minh để tránh sứt mẻ tình cảm, nhất định không nên nợ tiền bạc. Giữa anh em, người thân thực ra đôi khi cũng không thể rõ ràng quá về mặt tài chính. Tuy là như vậy, nhưng vẫn có những khoản cần phải thật sòng phẳng. Nên trả thì nhất định phải trả đúng lúc. Có như vậy mới giữ được tình cảm bền lâu. Bạn đừng nghĩ sòng phẳng quá sẽ khiến anh em mất vui. Ngược lại, nếu ta không rõ ràng minh bạch, mới tạo cho đối phương tâm lý không thoải mái. Cho nên, đã là người thân, hoặc là có thể đối xử với nhau như tích khổng, dung nhượng lê. Nếu không, tốt nhất hãy rạch ròi các món nợ tiền bạc với anh em và người thân. 2. Nợ ân tình. Giữa bạn bè với nhau, tốt nhất không nên vướng vào món nợ ân tình. Đặc biệt, nếu là người thân thì lại càng không nên. Nhiều người có thể sẽ hoài nghi, đã là người thân thì sao tránh được nợ nhau tình cảm. Bởi lẽ thường, người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi, yêu cầu hay đền đáp. Nhưng chính vì lẽ đó mà chúng ta nên tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Giúp ta, một thì ta phải trả gấp đôi, thậm chí là có thể nhiều hơn nữa. Hãy không ngừng cố gắng, hãy làm tất cả những gì có thể báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục cho cha mẹ. Tuy là thế, nhưng những ân tình mà có khi cả đời chúng ta không thể báo đáp, ngay trước mắt đó chính là công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha. Vậy thì hãy không ngừng cố gắng, hãy làm tất cả những gì có thể để báo đáp cho cha mẹ. Ngoài ra, sống trên đời chúng ta còn phải có lòng biết ơn, lòng lương thiện để mang ngọn lửa của tình yêu của mình truyền đi khắp nơi. Nếu mỗi người có thể làm như vậy, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp gấp bội phần. 3. Nợ trách nhiệm. Theo Phật giáo, cuộc sống giống như một vở kịch lớn. Trong vở kịch đó, mỗi người đảm nhận một vai diễn khác nhau như ông, bà, cha, mẹ, anh, chị em. Từng vai diễn lại có những nghĩa vụ và trách nhiệm khác nhau. Ví dụ, là một người con, bạn phải có trách nhiệm hiếu kính, chăm sóc ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng bạn. Tuyệt đối không được rũ bỏ trách nhiệm này, hay nói cách khác, đó là món nợ trách nhiệm của người làm con đối với bậc sinh thành mà bạn cần phải trả. Nếu là vợ chồng, bạn phải có trách nhiệm thủy chung, tôn trọng đối phương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Đừng vì những sai lầm nhỏ của nhau mà cãi vã. Nếu là người cha mẹ thì trách nhiệm của bạn chính là nuôi dưỡng, giáo dục, cũng như định hướng tư tưởng cho con mình, để con cái trưởng thành trong môi trường tốt, nhận được nền giáo dục văn minh. Nếu là vợ chồng, bạn phải có trách nhiệm thủy chung, tôn trọng đối phương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Người ta nói, phải tu ngàn năm mới có duyên làm vợ chồng, cho nên đừng nợ chồng hay vợ bạn sự chân thành và khoan dung. Và nếu là anh chị em ruột thịt trong một nhà, món nợ bạn phải nhớ là hãy sống có trách nhiệm, biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ anh chị em trong gia đình. 4.
nợ thời gian. Người thân bên cạnh chúng ta không bao giờ yêu cầu chúng ta phải có sự thành công to lớn, mà đơn giản chỉ cần mọi thành viên trong gia đình luôn đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, vui vẻ, khỏe mạnh. Đó chính là hạnh phúc, chứ không có phải là nhiều tiền, nhà lầu xe hơi hay mỗi ngày được ăn sơn hào hải vị. Trách nhiệm của cha mẹ chính là nuôi dưỡng, giáo dục, cũng như định hướng tư tưởng của con. Vì thế, ai trong chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian. Hãy trân trọng từng giây từng phút quý giá bên người thân yêu để yêu thương và chăm sóc họ. Đừng đợi đến khi người thân không còn nữa mới cảm thấy hối hận, ăn năn. Bởi vậy mà nhà Phật khuyên rằng khi sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta không nên nợ nhau những món nợ này, cho dù đó là người thân yêu nhất. Nếu có thể không nợ người thân những điều kể trên, thì có lẽ như vậy gia đình sẽ càng êm ấm thuận hòa. Đó cũng chính là nền móng vững vàng cho hai từ hạnh phúc. Nếu bạn đang lỡ nợ một ai đó bốn món nợ trên thì hãy trả hết ngay lập tức. Vì Phật cũng đã nói rằng muốn an yên trong cuộc sống cần phải trả hết nợ, hết nghiệp duyên. Theo luật nhân quả, ân oán là nợ nần giữa con người, không tự dưng mất đi mà sẽ được thanh toán ở kiếp sau. Nếu không nợ nghiệp, sẽ ngày một nặng và bất kỳ sự can thiệp nào sẽ gây ra điều tồi tệ hơn. Nợ thì phải hoàn trả. Từ xưa đến nay, vũ trụ vẫn luôn tồn tại một quy luật công bằng như vậy, bất kể là thiếu nợ thứ gì. Nếu phải trả bồi, hoàn đầy đủ, nếu kiếp này chưa trả hết, thì sẽ lưu lại đến kiếp sau. Vào thời nhà Thanh, có hai người bạn thâm giao chí cốt tên là Vương Tử Nhạc và Hướng Vạn Trúc. Hai người tuy không phải là huynh đệ, nhưng tình cảm còn thâm hơn ruột thịt. Gia cảnh của Tử Nhạc khá hơn, nên thường xuyên tìm cách giúp đỡ cho Vạn Trúc. Có một năm mất mùa, Vạn Trúc tới mượn Tử Nhạc 3 gánh thóc. Bởi vì gia cảnh túng quẫn, đã mấy năm trôi qua mà Vạn Trúc vẫn không thể hoàn lại, nên trong tâm thường mang gánh nặng. Mặc dù Tử Nhạc đã nhiều lần bày tỏ rằng số thóc đó không cần phải trả lại, nhưng Vạn Trúc tâm tính ngay thẳng, trung hậu, nhất định muốn hoàn lại đầy đủ. Một ngày, hai người bạn gặp nhau, Vạn Trúc biết rõ sức khỏe của mình không được tốt, gia cảnh lại nghèo nàn. 3 gánh thóc đó xem ra khó lòng có thể trả lại được, liền nói với Tử Nhạc. Người anh em, 3 gánh thóc này xem ra kiếp này ta không thể trả được rồi. Tử Nhạc nói, huynh trưởng, chỉ là 3 gánh thóc thôi mà. Từ lâu ta đã nói với huynh là không cần phải trả lại, cũng không cần bận tâm đến nó nữa. Vạn Trúc lại nói, ta nói mượn là mượn, nhất định phải trả. Xem ra chỉ còn cách kiếp sau đầu thai làm trâu đến trả nợ cho huynh thôi. Một buổi sáng sớm, Tử Nhạc đang ngồi trong nhà, nhìn ra phía ngoài, thì thấy Vạn Trúc buộc một chiếc khăn ngang eo, có thắt nơ hình con bướm, chậm rãi đi tới căn phòng bên phải nhà mình, liền gọi lớn. Vạn Trúc huynh! Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Nghĩ rằng Vạn Trúc đi vệ sinh, dù sao cũng là khách quen nên không để ý tới. Một lúc sau vẫn không thấy Vạn Trúc trở ra. Trong tâm Tử Nhạc buồn bực liền đi tìm mà không thấy Vạn Trúc đâu. Chỉ thấy con trâu đang cột ở trong chuồng đã đẻ được một chú ngé con. Dưới phần bụng của chú ngé có một vết loang giống như hình cái nơ bướm. Con trâu mẹ đang đứng lên, thè lưỡi, liếm khắp người của chú ngé. Tử Nhạc tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Vạn Trúc đâu. Cảm thấy rất kỳ quái, bởi căn phòng đó chỉ có một cánh cửa. Nhưng mới chỉ thấy Vạn Trúc đi vào mà không thấy đi ra. Sau khi ăn điểm tâm xong, thì có người đến báo, nói rằng người bạn tốt Vạn Trúc sáng nay đã qua đời. Tin này như sấm sét giữa trời quang. Tử Nhạc vội vã đến viếng, giúp đỡ gia đình bạn xử lý hậu sự. Trong tâm Tử Nhạc luôn cảm thấy có một điều nghi hoặc nhưng không thể lý giải. Sáng sớm nay, rõ ràng đã thấy Vạn Trúc huynh lẽ nào lại hoa mắt. Không thể,
sáng nay đầu óc mình rất tỉnh táo cơ mà. Nghĩ ngợi một lúc, Từ Nhạc chợt nhận ra thời điểm nhìn thấy Vạn Trúc cũng là lúc huynh ấy qua đời. Rồi câu nói, kiếp sau biến thành trâu để trả nợ, và cả chiếc nơ bướm trên thân con nghẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, con nghẽ đó chính là Vạn Trúc đầu thai thật. Từ Nhạc vô cùng bi thương, rớt nước mắt nói, huynh trưởng, huynh đâu cần phải làm khổ mình như thế chứ. Ta đã nói là không cần phải trả rồi cơ mà, vì sao không nghe ta chứ? Thật đáng thương cho huynh quá. Từ đó, mỗi lần nhìn thấy chú nghẽ, trong lòng của Từ Nhạc lại đau đớn không thôi. Chỉ còn biết hết mực đối xử tốt với nó. Sau khi nuôi dưỡng chú nghé được một thời gian, Từ Nhạc không chịu nổi nỗi bi thương mỗi khi nhìn thấy vị huynh đệ của mình, liền quyết định bán con nghé. Một ngày nọ, anh dắt con nghé ra chợ, rất nhiều người tới xem nhưng đều trả giá 3 gánh thóc, nhiều hơn một thăng thì không chịu, ít hơn một thăng cũng không cần. Vương Từ Nhạc liền minh bạch, Vạn Trúc huynh chỉ còn nợ 3 gánh thóc, nên chú nghé con cũng chỉ có thể bán được với giá tương đương 3 gánh thóc mà thôi. Mắc nợ thì phải trả, thiếu mệnh thì phải hoàn mệnh. Đây chính là pháp lý của vũ trụ. Khi một người dường như nhận được một điều gì đó tốt của người khác, thì sau này phải hoàn trả lại. Khi một người làm tổn hại người khác, thì sẽ phải trả lại y như vậy. Vạn vật, vạn sự xảy ra trong đời đều có nguyên do. Những ân ân oán oán giữa con người không tự dưng mất đi mà sẽ được thanh toán ở kiếp sau. Nếu không được sớm thanh toán thì tội nghiệp phải hoàn trả sẽ ngày càng nặng hơn. Một bài học khác được ghi chép lại về Đức Phật từng giảng cho đệ tử của mình về luật nhân quả rằng con người ắt phải hoàn trả ân oán kiếp trước. Một hôm nọ, Ngài cùng đệ tử đi khất thực thì gặp một cảnh tượng rất khó coi. Đó là một người phụ nữ đang ra sức đánh đứa trẻ mới vài tuổi ngay giữa đường. Đứa bé bị đánh khóc lóc rất thảm thiết, nhưng người mẹ vẫn không dừng tay. Một đệ tử của Đức Phật thấy không đành lòng đã tự động rời đoàn và tới hỏi han. Hóa ra đứa trẻ là con ruột của người phụ nữ kia và bị mẹ đánh phạt vì không ăn cơm mà nhè đổ cơm hết ra đất. Và điều này xảy ra hàng ngày nên người mẹ cảm thấy rất tức giận, cho rằng con hư, cần phải dạy nghiêm. Người đệ tử thấy vậy, cảm thấy rất bất bình, bèn có lời khuyên can. Tuy nhiên, người mẹ đang trong cơn tức giận, coi như không nghe được gì mà tiếp tục đánh con mình. Người đệ tử thấy vậy, vội trở về đoàn và thưa với Đức Phật, xin Ngài tới dùng uy đức để phân xử và cứu lấy đứa bé khỏi đòn roi và sự chửi mắng gay gắt của mẹ. Đức Phật nghe xong, liền mỉm cười và chậm rãi nói. Những gì con đang chứng kiến chỉ là vẻ bề ngoài. Con có biết thực hư quan hệ của họ ra sao không? Người đệ tử này cùng các đệ tử khác đều trả lời rằng không và xin Ngài chỉ giáo. Đức Phật từ tốn đáp. Vạn sự, vạn vật đều có căn nguyên mà nên. Kiếp này hai người kia là mẹ con ruột, nhưng kiếp trước không phải như vậy. Kiếp trước của họ có nghiệp duyên. Người mẹ đánh mắng con kiếp trước là một cô bé, còn đứa trẻ đang bị đánh là một người phụ nữ rất ghê gớm, và là mẹ kế của cô bé nhỏ tuổi kia. Mẹ kế không ngày nào không hành hạ con riêng của chồng, trong khi cha ruột cô bé đi làm xa. Cô bé luôn bị bỏ đói, bị đánh chửi từ khi nhỏ cho tới lớn. Đây chính là nghiệt duyên của họ theo luật nhân quả. Người mẹ kế này bởi thế mà kiếp sau phải trả cái nợ kiếp trước, đầu thai làm con của cô bé này chính là người phụ nữ đang đánh mắng con của bà ta. Vì kiếp trước bỏ đói và ngược đãi con chồng, kiếp này ăn không ngon, luôn bị nôn giớ. Không những không được mẹ dỗ dành mà còn bị ngược đãi trở lại. Đó là cái nợ cần phải trả. Nếu bây giờ chúng ta can thiệp, nợ nần tiền kiếp của họ không được thanh toán, đến kiếp sau sẽ còn tệ hại hơn, và cũng khó mà can thiệp được. Tốt nhất,
hãy cứ để tự nhiên. Các đệ tử nghe xong lời dạy của Đức Phật đều giật mình ngộ ra và thôi không còn bận tâm nữa, tiếp tục lên đường khất thực. Quả thật con người trải qua hàng bao nhiêu kiếp, đầu thai luân hồi cũng là trả nợ hay hưởng duyên kiếp trước. Nếu kiếp trước từng nợ nần ai, kiếp sau chắc chắn phải hoàn trả. Bất kỳ sự can thiệp nào đều là trái tự nhiên và khoản nợ đó sẽ muôn phần nặng hơn. Từ đó mà suy ra rằng, nếu gặp bất cứ ai xử tệ với mình, đừng vội giận dữ và tính chuyện trả đũa họ. Bởi biết đâu là ta đang hoàn trả nợ kiếp trước, và nếu không chịu hoàn trả, có thể khoản nợ đó sẽ còn nặng nề gấp bội về sau. Do đó, con người cần phải rõ ràng, minh bạch, có vay có trả. Nếu chưa có, hãy khất nợ trả dần, chứ tuyệt đối không nên bùng, mà phải chịu hậu quả khôn lường. Quả báo không chừa một ai, tốt hơn hết là sống trong sạch, biết ơn người đã giúp mình, để được sống một cuộc đời an lành, bình tâm hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cảm thấy những thông tin này hữu ích thì hãy cho kênh một like, một chia sẻ video đến với những người xung quanh quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn.